Một khi xuyên qua, Hoa Lăng phát hiện mình đặt mình vào một cái xa là thế giới cổ đại. Nàng không chỉ mất đi hiện đại ký ức cùng thân phận, còn bị ép trở thành một cái tên là kỳ viên độc vương tiểu kiều thê vạn độc. Đối mặt với biến cố bất thình lình này, Hoa Lăng quyết định dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới này. Chương 1 Xuyên qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Lần đầu gặp mặt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Bí mật quan sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Trăng tròn độc phát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 tỉnh lại hẹn đàm luận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Hoa gia gửi thư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Lại mặt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Gặp chuyện bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9. Đưa vào danh sách quan trọng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Kỳ ngộ trong núi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.